Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của bé Phương TV. Ngày hôm nay thì Phương làm một cái video này không phải là chôn hay thử thách ai cả, mà là Phương sẽ ngồi nói chuyện với mọi người. Có được không ạ? Thì mình có 3 điều muốn nói, muốn chia sẻ cùng với mọi người. Điều thứ nhất là điều vui là kênh YouTube của mình đã gần được 20.000 người đăng ký rồi mọi người ơi. Trời ơi, quá nhanh, quá nguy hiểm đúng không mọi người? Mình cảm ơn tất cả những người đã yêu quý mình thời gian vừa qua và đã đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và điều thứ hai là điều buồn mọi người ạ. Điều thứ hai rất là buồn. Mình rất là buồn là vì là hôm qua mình đã không ra được video cho mọi người xem. Mọi người hỏi rất là nhiều. Nhưng mà em hôm nay thì em đã ngồi đây. Và em sẽ trả lời cho mọi người là tại sao hôm qua mình không ra video mọi người nhé. Thì hôm qua là mình với một bạn học viên ở đây đã có kiểu như là xích mích ấy mọi người, đã gây mâu thuẫn và xích mích với nhau. Xích mích cũng rất là to tiếng, nên là mọi người trong nhà như anh Thường và các anh lớn trong nhà ấy đều biết rồi mọi người ạ. Nên là mình và bạn ấy đã quyết định là ở riêng mọi người chia tay. Là mình đã quyết định mua ga, mua chăn để mình lên tầng 4 mình ở. Tại bên cạnh là phòng anh Minh và còn một phòng trống trước là phòng kho để đồ mọi người ạ. Thì mình đã quyết định mình dọn lên đấy mình ở. Đấy thì mình thường có rất là nhiều túi ở đây đúng không mọi người? Mình đã đưa hết lên kia rồi, rất là trống. Thì hôm nay chắc là từ hôm nay mình chắc là cũng ít quay trong phòng chị Luyến hơn. Điều thứ ba là mình lại giải đáp cho một số bạn hỏi mình rất là nhiều trong 4 ngày qua là mọi người biết là gì không? Mọi người hỏi em là tại sao phòng chị Luyến lại có nhiều bạn, ai con gái đến ai cũng có thể vào phòng chị Luyến vậy? Thì mình cũng giải đáp luôn là bọn mình là con gái ấy mọi người. Cũng rất mong mọi người hiểu cho bọn mình cái điều này. Bọn mình là con gái, bọn mình đến đây thì chắc chắn không thể nào mà ở cùng với con trai được. Với lại bây giờ mà không ở đây thì bọn mình trải nghiệm lại ra thuê chung cư ở. Thì bọn mình là mới đến đây thì cũng không thể làm mà đủ kinh tế để mà thuê một cái căn chung cư để ở. Tại vì ở đây phòng trọ không có ấy mọi người, ở đây chỉ có chung cư thôi. Nếu như mình có kinh tế thì mình cũng rất muốn thuê một căn chung cư ở gần đây thôi mọi người ạ. Nhưng mà mình cũng đã từng nói với mọi người ở đây thì mọi người bảo là nếu như làm việc ở đây thì phải ở đảo Cù Tem mới làm quay video được. Thì mình cũng suy nghĩ lại là mình sẽ lên tầng 4 mình ở. Tại vì mình cũng thích ở riêng mà ai cũng thích có không gian riêng cho bản thân mình đúng không? Nhưng mà thôi, vì tương lai con cháu sau này và còn gia đình ở đằng sau mình nữa nên là mình quyết định như tầng 4 ạ. Và bây giờ thì mình chắc là cũng không quay nhiều trong phòng chị Luyến nữa và cũng không ngủ ở trong phòng chị Luyến nữa. Đỡ cho mọi người đỡ nói là tại sao phòng chị Luyến mà con gái nào cũng đến xong ở. Mình cũng nhẹ lòng đi một chút nào đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn hãy đi lên tầng 4 để xem qua cái phòng mình ở nhá. Let's go. Đây là một góc riêng của mình. Mọi người cũng có thể thấy là đây nhá. Đấy mọi người ạ. Thì vừa nãy là mình đã quay qua cho các bạn xem cái tổ ấm riêng của mình. Tổ ấm mới của mình. Ổn quá. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người thời gian 4 ngày qua. 4 ngày qua đã đăng ký cho mình được gần 20.000 sub rồi mọi người ơi. Cảm ơn rất là nhiều ạ.
không biết nói, không biết diễn tả như thế nào. Thì chắc là mình kết thúc video tại đây thôi. Mọi người thắc mắc cái gì thì mọi người hãy comment ở phía dưới. Và đừng quên cho mình một nút like và đăng ký kênh, chia sẻ kênh cho mình nhá. Bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo.